안녕하세요. 저는 안녕하세요, 여러분. tặng bạn nè. Đội thử đẹp trai không? Nón Hàn Quốc K-pop. Gỡ gỡ cái trắng trắng ra, gỡ trắng trắng ra. Còn cái tặng cho bạn Quốc. Cảm ơn hãng Rime đi. Rồi, cảm ơn Jun. Nón này là hơi độc quyền đấy các bạn à. Rồi, Quốc đội xe lên là thấy giống Hàn Quốc quá luôn nè. Đội lên giống Hàn Quốc luôn Quốc ơi. Trời, Tuấn nữa. Giống diễn viên quá. Đẹp quá. Nó thành viên câu lạc bộ tiên cá Rime làm hoạt động ở trường Việt Nam nha. Rồi, chuẩn bị cụm ly nha. Chúc mừng những điều may mắn sắp đến với tất cả những người ngồi trên bàn tiệc này nha. 1, 2, 3. Yo. Quá là tươi.